Rồi chiều hôm nay em cập nhật clip ăn hết chuồng nha anh chị. Đó, một con chị và một con em. Đó, con em thì đang chữa anh chị ơi. Chữa thì chữa 3B. Đó, chân là móng sò. Sấy mặt thì nghiêm chỉnh, miệng rộng phía sau nha anh chị. Rồi mặt rúng yếm thì chân móng đó anh chị ơi. Móng là móng đen luôn, móng sò. Đuôi thì vết gót luôn anh chị ơi. Đó, đuôi được một chùm luôn, qua đen thui. Đó, lông da sắc lẻm nha anh chị. Đó, thì con chị thì cũng đẻ tầm 4 năm lứa anh chị ơi. Đó. Con là con cái 3B. Đó, bột sữa lúc lắc luôn anh chị, mẫu thùng dạo nha anh chị. Đó, bột sữa hết ra luôn, rất là ham con. Đó. Đừng đôi nha anh chị, cấp mình thùng lớn đòn dài nha anh chị. Đó. Chân là móng sò, bộ sữa lúc lắc luôn anh chị ơi. Đó. Bò thì bao mắt sữa cho anh chị luôn. Bốn vú đều căng sữa, ba đen thui luôn. Đó. Bò này chiều cao thì mét ba mấy nha anh chị. Đó. Lông dạ sắc lẻm luôn. Con là cá bê vông muối tiêu. Đó. Cực kỳ mát sữa thì con thì tầm 4 tháng mấy anh chị, và 4 tháng 4 rưỡi à. Con này thì chữa 3B thiếu đủ 8 tháng anh chị ơi. Đó, chữa lúc 3 sừng nứa nha anh chị. Đó. Bò vú rất non sạch sẽ anh chị. Bò và mẹ con này cũng bao lồi lú nghiêm chỉnh. Con mẹ thì cái bà bê lại gần 2 tháng anh chơi, những dòng này thì đẻ 51 anh chị. Đó, thì anh chị nào có nhu cầu và mua hết chuồng thì liên hệ trao đổi mua bán anh chơi.